Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của tin mới 24 giờ. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Việt Nam lại gây chấn động thế giới khi chế tạo thành công robot quân sự hủy diệt khiến Trung Quốc phải hoảng sợ. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với kênh tin tức mới. Các bạn thân mến, hiện nay tốc độ phát triển của ngành khoa học công nghệ đang tăng lên một cách chóng mặt. Trong suốt những năm qua, chúng ta đã không ngừng được chiêm ngưỡng những sản phẩm công nghệ hiện đại, tân tiến bậc nhất đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tiêu biểu phải kể đến công nghệ chế tạo robot, ngành được xem là chìa khóa chiến lược, giúp nâng cao hơn nữa vị thế và khả năng cạnh tranh cho tất cả các doanh nghiệp. Quốc gia dù hùng mạnh, to lớn hay nhỏ bé đến đâu, bên cạnh những sản phẩm robot phục vụ cho đời sống sinh hoạt, thì ngành quốc phòng của các quốc gia cũng đang rất chú trọng vào việc đầu tư, nghiên cứu, chế tạo robot nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quân sự trên đất liền. Hầu hết khi nhắc đến chế tạo robot, chúng ta vẫn thường nghĩ đây chắc hẳn chỉ là một cuộc đua của các ông lớn top đầu thế giới mới có cửa bước vào sân chơi lý thú này. Tuy nhiên, nếu như nói một đất nước nhỏ bé như Việt Nam đứng ngoài vòng đua nhưng cũng đã chế tạo thành công robot quân sự có thể nói là đọ được tay đôi với Nga, thì có lẽ sẽ khiến cho các bạn phải kinh ngạc, thậm chí là anh bạn Trung Quốc của chúng ta cũng đã phải tái mặt bởi thành công này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về ngành chế tạo robot quân sự trước. Robot quân sự là loại robot tự hoạt động hoặc là có điều khiển từ xa, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng quân sự từ việc vận chuyển trang thiết bị, trinh sát, do thám, tìm kiếm cứu hộ cho đến tấn công. Robot tự động sẽ có khả năng tiết kiệm và đồng thời bảo tồn cuộc sống cho binh lính bằng cách giảm thiểu sự có mặt của họ tại các vị trí độc hại và gây nguy hiểm đến tính mạng. Minh chứng rõ nhất có thể nói đó là quân đội Hoa Kỳ, nơi được cho là nền công nghiệp chế tạo và phát triển vũ khí hàng đầu thế giới. Robot ở siêu cường số 1 thế giới này được diễn tả là máy không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, không nhắm mắt lại, không núp dưới cây khi trời mưa và không nói chuyện với bạn bè. Chúng không những không bị ảnh hưởng của sự mệt mỏi căng thẳng, cảm xúc giống như binh lính mà còn có thể có thật, cho phép giảm đáng kể các trường hợp hành vi trái ngược với đạo đức trong thời chiến. Các robot này được tạo ra không phải là robot đạo đức thực sự mà chúng đều là những robot tuân theo luật chiến tranh cũng như là các quy tắc cam kết trong xung đột. Chúng ta có thể kể đến một số hệ thống robot như vậy với tên là drone hay thiết bị không người lái UAV, vũ khí sát thương tự động hiện đang được sử dụng và nhiều hệ thống cũng đang được nhiều quốc gia phát triển. Trở lại với câu chuyện chế tạo robot của Việt Nam, thì mới đây nhất Quân đội Nhân dân Việt Nam công bố Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã chế tạo và vận hành thành công mẫu robot trinh sát RBH-18. Robot này sẽ được sử dụng để thay thế con người trong việc tiếp cận những khu vực nguy hiểm, có nồng độ phóng xạ hoặc là chất độc hóa học cao. Robot HBH-18 được chế tạo bằng việc tích hợp các công nghệ tự động hóa tiên tiến và truyền số liệu kết nối, chế tạo thành công tay máy 6 bậc tự do. Toàn bộ các kỹ thuật hiện đại này đều được nhóm nghiên cứu của Viện Hóa học Môi trường Quân sự làm chủ, từ khâu thiết kế cho đến chế tạo, đồng thời giám sát cho đến khi hoàn thành và đưa ra thử nghiệm. Với những thành tựu bước đầu đạt được trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot RBH-18, đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã cho thấy được tư duy nhạy bén và khả năng làm chủ khoa học công nghệ của mình, đồng thời tạo tiền đề để Viện tiếp tục tiếp thêm những bước đi xa hơn nữa trong quá trình làm chủ công nghệ chế tạo robot nói riêng, hiện đại hóa vũ khí trang bị cho quân đội, đặc biệt là trang bị cho các lực lượng hóa học làm nhiệm vụ nguy hiểm nói chung. Đây được xem là một thành tựu rất đáng ghi nhận trong nỗ lực đi tắt đón đầu, hiện đại hóa công nghệ quân sự, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nói về quá trình thiết kế và chế tạo robot RHB-18, các đồng chí cán bộ của Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhất và tiên tiến nhất. Tiêu biểu phải kể đến đó là công nghệ Internet vạn vật cùng với nhiều công nghệ 4.0 khác. Loại robot này được phân thành nhiều thành phần cấu tạo rõ rệt. Về phần tay máy có cấu tạo hết sức phức tạp, được lắp ráp theo kiểu module, bao gồm nhiều chi tiết chuyển động rất nhỏ để đảm bảo được khả năng cơ động cao.
Tuy có vẻ cầu kỳ, nhưng thực chất là cấu tạo của bộ phận này lại cho phép chúng tháo lắp một cách rất dễ dàng. Đây cũng chính là bộ phận quan trọng nhất trên robot trinh sát RBH-18 của Việt Nam nói riêng và mọi loại robot trinh sát hóa học khác trên thế giới nói chung. Ngay phía trên phần tay máy được lắp một chiếc camera có thể truyền hình ảnh trực tiếp để dễ dàng điều khiển từ xa. Hơn nữa thì sức nâng của tay máy cũng rất đáng nể. Nó có khả năng nâng gấp vật nặng, thậm chí còn có thể kéo được người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra thì module điều khiển của robot RBH-18 có cấu tạo vô cùng hiện đại, bao gồm nhiều màn hình hiển thị và các gạt điều khiển thao tác. Hệ thống camera trên robot với nhiều góc quay có khả năng truyền tải, hiển thị cùng lúc nhiều góc máy, tạo sự thuận lợi cho người điều khiển. Cơ cấu chuyển động của robot tự hành này được thiết kế lớp bánh xích cho phép nó di chuyển qua nhiều địa hình, địa vật phức tạp một cách dễ dàng mà không sợ bị ảnh hưởng đến sản phẩm. Có thể nói nhờ sự góp mặt của loại robot này thì lực lượng phòng hóa của chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận vào nhiều khu vực có độ nguy hiểm cao mà vẫn có thể đảm bảo an toàn được cho các chiến sĩ khi mà thực hiện nhiệm vụ. Điều này là rất cần thiết trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang trên thế giới đang ngày càng trở nên kịch liệt hơn trong những năm gần đây. Thực tế thì đây không phải là robot quân sự đầu tiên của Việt Nam chế tạo, mà trước đó thì Viện Công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam cũng đã từng nghiên cứu và chế tạo thành công một loại robot tự hành đa năng phục vụ chiến đấu và trinh sát trên mặt đất. Mẫu robot này được chế tạo dựa trên cơ sở ứng dụng sự phát triển các công nghệ chế tạo robot trên thế giới, cùng với khả năng tích hợp được nhiều loại vũ khí, khí tài trong nước, cho phép biến nó trở thành một robot chiến đấu hiện đại, mạnh mẽ, thực thụ. Theo nhóm đề tài chia sẻ, thì mẫu robot tự hành đa năng Made in Việt Nam này có thể hoạt động ở vị trí cách hệ thống điều khiển lên đến 2.000m. Bên cạnh đó, thì loại robot này cũng được tích hợp sẵn hệ thống bản đồ số, hệ thống định vị GPS, cùng với hệ thống định dẫn đường quán tính giúp cho nó nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện môi trường khác nhau. Cấu tạo của loại robot này gồm có hai bộ phận chính, đó là phần trung tâm chỉ huy và thiết bị tự hành robot. Trong đó thì phần trung tâm chỉ huy chính là nơi lưu trữ bản đồ, thu thập các thông tin đã quan sát được và ra lệnh điều khiển với các thiết bị tự hành. Đồng thời nó còn có thể di chuyển theo tuyến đường đã được định vị sẵn trên bản đồ số, đi cùng với nó là hệ thống kết nối dữ liệu đã được mã hóa, giúp bảo mật thông tin một cách tuyệt đối. Robot được vận hành trực tiếp từ xa thông qua trung tâm chỉ huy. Tại đây thì người vận hành có thể thiết lập quỹ đạo đường đi, điểm đến cho robot và vận hành robot tác chiến trên thực địa. Ngoài khả năng trinh sát và chiến đấu trên chiến trường, thì mẫu robot do Viện Công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam chế tạo còn có thể truyền dữ liệu hình ảnh trực tiếp trên thực địa về trung tâm chỉ huy với độ bảo mật cao, từng bước thay thế con người trong các khu vực tác chiến nguy hiểm. Phiên bản robot chiến đấu đa năng đầu tiên do Việt Nam nghiên cứu và chế tạo được tích hợp một khẩu tiểu liên bắn nhanh UG, gắn kèm ống giảm thanh có khả năng phát huy tốt vai trò trong công tác chống khủng bố, giải cứu con tin hiệu quả. Thành công trong việc chế tạo phiên bản ban đầu đã tạo tiền đề cho các cán bộ, kỹ sư Viện Công nghệ tiếp tục tiến tới chế tạo những hệ thống robot chiến đấu đa năng, sở hữu nhiều tính năng ưu việt hơn cùng với hỏa lực mạnh hơn. Được biết, mẫu robot trên của Viện Công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng không phải là dự án robot duy nhất. Hiện tại thì Viện cũng đang nỗ lực nghiên cứu và thử nghiệm với mục tiêu đem súng máy hạng nặng 12,7mm cùng với tên lửa phòng không góc vác vai SA-16 được gắn trên bệ điều khiển từ xa. Triển vọng tích hợp chúng lên cung cầm cỡ lớn để tạo ra những chiếc xe tăng hay là phương tiện phòng không tự hành, sánh ngang với nguyên mẫu như là Uran 9 hay là Boomerang của Nga. Và điều này có lẽ sẽ không còn là điều quá xa vời nữa. Và đây cũng là xu hướng của nền công nghiệp sản xuất robot chiến đấu tự hành, không chỉ là các thành tựu trong lĩnh vực quân sự mà việc làm chủ công nghệ robot trong lĩnh vực khoa học đời sống cũng có những thành tựu rất đáng khích lệ. Vào tháng 4 năm 2021, khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất phòng chống dịch COVID-19, các nhà khoa học của Học viện Kỹ thuật Quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng đã triển khai đề tài nghiên cứu chế tạo robot y tế vận chuyển trong khu vực cách ly, bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao. Chưa đầy 3 tuần sau khi phát động đề tài, thì sản phẩm robot V
VBus 1A đã được ra đời và có thể ứng dụng tại các khu cách ly y tế để hỗ trợ các y bác sĩ trong quá trình chăm sóc người bệnh. Loại robot này đã có màn hình diễn tính năng tự động vô cùng ấn tượng khi mà di chuyển từ vị trí tập kết đến điểm nhận thuốc và đưa đến các cửa buồng bệnh, mời người bệnh nhận thuốc và nói cảm ơn, chúc sức khỏe người bệnh. Trong quá trình di chuyển, thì robot tự động phát các bài hát cổ động về phòng chống dịch COVID-19 và yêu cầu xin tránh đường khi phát hiện có người đi phía trước. Ngoài ra thì nó cũng chở thùng rác đến tận cửa các phòng buồng bệnh, dừng lại để cho người bệnh bỏ rác vào thùng và sau đó thì là mang đến điểm tập kết rác. Khi hết nhiệm vụ, nó sẽ tự động trở về điểm chờ. Một số người bệnh tham gia buổi chạy thử cho biết cách thao tác rất đơn giản. Khi mà robot dừng trước cửa, người bệnh mở ngăn đựng thuốc và lấy thuốc. Sau đó chỉ việc ấn vào nút màu xanh thì nó sẽ chủ động đi sang buồng bệnh ở kế tiếp. Điểm đáng chú ý là robot này cho phép người bệnh giao tiếp với bác sĩ từ xa. Người bệnh nghe rõ và trả lời các câu hỏi của bác sĩ. Cách khu buồng bệnh khoảng 150m là trung tâm điều hành với các máy tính được kết nối để điều khiển robot từ xa. Đây là nơi mà các kỹ thuật viên ra lệnh cho nó giao thuốc, nhận rác, đồng thời cũng là nơi mà bác sĩ, người nhà, người bệnh theo dõi, trò chuyện với người bệnh thông qua robot nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!